Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 1950, trên báo Sự Thật số 126, với bút danh A.G, Bác Hồ đăng bài báo Bệnh Máy Móc. Sau khi nêu những thí dụ cụ thể, phân tích những nguyên nhân và tác hại của bệnh máy móc, người đưa ra đơn thuốc dùng chữa trị căn bệnh này. Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải xem xét kỹ lưỡng, phải bàn bạc kỹ lưỡng, phải hỏi dân kỹ lưỡng, phải giải thích kỹ lưỡng cho dân, phải luôn luôn gần gũi dân. Trong bài báo Bệnh Máy Móc, bác đưa ra thí dụ. Một đoàn thể kia báo cáo rằng 85% hội viên đã được huấn luyện. Tài thật, nhưng khi xét lại thì chương trình huấn luyện vẫn là 3 giai đoạn, 4 mâu thuẫn. Và 85% hội viên được huấn luyện kia vẫn không hiểu rõ công việc thiết thực của mình là gì. Hay một xã kia có đến 25 chương trình thi đua. Mỗi đoàn thể, mỗi ngành trong xã đều có một chương trình riêng và không chương trình nào ăn khớp với nhau hết. Kết quả là thi đua không có kết quả. Hoặc ở khu nọ trong một mùa đã có đến 450 cuộc đại hội. Đại hội chứ không phải hội nghị tầm thường đâu nhé. Kết quả là các cán bộ chỉ lo đi khai hội mà hết cả thời giờ, đến nỗi mọi công việc bị chậm trễ. Bệnh máy móc ấy do đâu mà ra? Theo người, nó do bệnh chủ quan mà ra. Nó sẽ có hại gì? Nó sẽ làm hỏng công việc. Bác cho rằng để chữa bệnh máy móc phải xem xét kỹ lưỡng, phải bàn bạc kỹ lưỡng, phải hỏi dân kỹ lưỡng, phải giải thích kỹ lưỡng cho dân, phải luôn luôn gần gũi dân. Người mong rằng các cán bộ ta cố gắng chữa hết bệnh máy móc thì mọi việc sẽ đều thành công mau chóng. Ngày 6 tháng 1 năm 1950, báo Sự Thật đăng bài Bệnh Máy Móc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì đến ngày 10 tháng 4 năm 1956, bác có nhắc lại căn bệnh này trong bài nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ Cải cách Miền Biển. Bác chỉ rõ, muốn lãnh đạo cho đúng tất nhiên phải theo đường lối đúng, song cách làm phải tùy theo chỗ, tùy theo mùa, tùy theo hoàn cảnh thực tế địa phương, đừng máy móc. Có thể nói xuyên suốt cuộc đời của mình, bác Hồ coi bệnh chủ quan bảo thủ máy móc, chủ nghĩa kinh nghiệm giáo điều, lười biếng, không chịu học tập cái mới là trở lực của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người đã nhiều lần chú ý việc học tập chủ nghĩa Mác Lênin, kinh nghiệm các nước khác, kinh nghiệm của các đơn vị khác, người khác đều phải chủ động sáng tạo chứ không dập khuôn máy móc. Thực tế ngày nay cho thấy trên đất nước ta, nơi nào muốn bứt phá phát triển mạnh mẽ thì nơi đó phải tấn công, xóa bỏ tư tưởng giáo điều, dập khuôn máy móc. Để chữa căn bệnh này, phải luôn quan tâm đến công tác đào tạo và đào tạo lại bộ phận cán bộ lãnh đạo. Phải kiên quyết loại bỏ những cán bộ lãnh đạo có tư tưởng hẹp hòi, níu kéo, thiếu tinh thần xây dựng, thiếu sáng tạo, đổi mới, gây khó khăn và cản trở đến sự lớn mạnh mọi mặt của cơ quan đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng trong tình hình hiện nay. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị như một thông điệp kêu gọi, khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Và để chủ trương đó thành hiện thực sinh động, trước hết các cấp ủy, các cấp, các ngành cần có tư duy đổi mới phong cách lãnh đạo, đổi mới cách đánh giá, đặc biệt là sử dụng cán bộ, dám bảo vệ cán bộ khi họ mắc khuyết điểm, nhưng không phải vì động cơ cá nhân, mà do điều kiện khách quan mang lại, đồng thời xử lý nghiêm khi ai đó cố tình lợi dụng chủ trương này để làm bừa, làm ẩu, thiếu nghiên cứu, tính toán, hoặc vì động cơ cá nhân, lợi ích nhóm mà gây hậu quả nghiêm trọng. Khi có niềm tin với Đảng, khi có động lực thúc đẩy bằng sự khích lệ động viên, cộng đồng trách nhiệm, bằng cơ chế chính sách thỏa đáng thì tin rằng mọi cán bộ sẽ không ngừng phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt, nhất là trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.